Nhắc đến món ăn ngày Tết thì chắc chắn là bánh chưng luôn đứng đầu list. Nhưng mà nói thật là ban đầu mình không định làm bánh chưng đâu, bởi vì mình có một kỷ niệm mà không hay lắm với cái nồi bánh chưng này. Thế nhưng bỗng một ngày đẹp trời, mình thấy một chiếc bánh chưng tí hon ở trên mạng. Phải lòng em ý, luôn từ cái nhìn đầu tiên, đáng yêu và dễ thương hết mức ấy. Thế là mình quyết định giữ em ý về làm thử. Khi được hỏi về các loại lá có thể sử dụng để ướp màu gạo xanh thì mẹ mình bảo là có thể dùng rau bima hoặc là lá nếp. Thế là mình chốt dùng cả hai, tại sao lại không nhỉ? Khi mà mình thích cả hương lá nếp và vị của rau bima. Lên màu xanh nhìn khá là đẹp mắt rồi đấy. Miếng thịt ba chỉ quá lớn nên là mình chỉ lấy phần đế của thịt, cắt miếng vừa vừa, xinh xinh như thế này cho bánh dễ gói. Trước khi bắt tay vào làm bánh chưng, mình đã nhờ mẹ đào tạo cấp tốc cách gói bánh không có khuôn. Chiếc bánh nhỏ như này thì chắc chắn là không có một cái khuôn nào đáng sẵn mà phù hợp rồi. Mình thì chưa gói bánh chưng bao giờ nên là mình không biết. Nhưng mà nghe nói là gói bánh chưng đã khó, mà gói bánh không có khuôn thì còn khó hơn rất là nhiều. Đây, tôi vừa gấp xong một góc và giờ tôi quên luôn cách gấp góc thứ hai. Đủ 4 góc rồi ấy, thì mình sẽ xếp gạo và nhân vào trong nào. Mỗi thứ tí xíu này xinh xinh yêu yêu quá nhỉ. Đủ nhân rồi thì chúng ta sẽ gói bánh lại. Nhưng mà tay của mình nó có cảm giác là cái nhân bánh nó chuẩn bị lòi hết ra hay sao ấy. Bọc thêm một lớp nữa xem có khá khẩm hơn không. Đấy, mình biết ngay nấu bánh chưng là gian nan lắm mà. Nhà mình ngay cả hồi xưa xưa ấy, cũng không bao giờ gói bánh chưng. Xong rồi có một năm mà mình dại dột gạ mẹ là mẹ nấu bánh chưng đi, cho kiểu có không khí ấy. Và kết cục là giao thừa, pháo hoa nổ đùng đoàn rồi mình vẫn còn đang đi tắm. Vì lúc ấy mọi thứ mới xong. Kể từ đấy mình không bao giờ nghĩ đến gói bánh chưng nữa. Nhưng mà lần này chỉ có mỗi chiếc bánh chưng bé tí xíu, chả nhẽ lại bó tay. Thử lại lần nữa nào. Hình như gói khó là vì lá quăn quăn hay sao ấy nhỉ. Lần này trông có vẻ khả quan hơn rồi nhỉ. Trông chiếc bánh này cũng luôn thành sắp cạnh rồi đấy. Ơ mà quên không bọc cái lớp vỏ xanh bên ngoài rồi. Không sao, bọc tiếp vẫn ngon. Tiếng hì hục mới gói được 5 chiếc bánh chưng. Sau đợt này chắc mình gói được tất cả các thể loại bánh, cân cả thế giới bánh luôn. Sau 2 tiếng luộc thì chiếc bánh trông sẽ xinh như thế này đây. Bóc cái bánh này tự nhiên mình nhớ đến sáng mùng 1 Tết. Mà thức dậy lúc 10 giờ thì có tính là sáng nhỉ? Hay là chưa rồi? Xong rồi mình xuống bếp ấy, mình bóc bánh chưng, chia bánh ra làm 8 người lại sẽ ăn 2 miếng, kiểu đúng là không khí ngày Tết luôn ấy. Không biết là chiếc bánh này có hương vị giống giống như thế không nhỉ? Tò mò phết.
Ui, người ta nói nhỏ mà có võ là đây chứ đâu. Bánh rất là ngon, có vị thơm của hạt tiêu này, ngậy ngậy của thịt này. Nấu có 2 tiếng thôi, cơ mà gạo cũng khá là nhuyễn rồi. Lần đầu tiên trong đời mình ăn hết nguyên một chiếc bánh chưng mà không sợ bị béo hay là lên mụn. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Chúc cả nhà đón một năm mới thật là rực rỡ.